Vừa rồi mình có đăng một cái tin trên Chợ Tốt á, mình có patch lại một cái món phụ kiện công nghệ. Thì mới vừa đăng tầm chừng 5 phút á, có một cái tài khoản tên là Ryan, tên nước ngoài nha, vô chat với mình. Hello friend nè, chat toàn tiếng Anh thôi. Có nhảy là muốn mua cái món phụ kiện của mình nha. Mình mới thấy lạ, ủa người nước ngoài mà cũng biết sử dụng ứng dụng Chợ Tốt để lên mua đồ cũ, mình thấy lạ lạ nên thôi phản hồi thử coi làm sao. Anh ấy nói là muốn coi hình thì mình cũng chụp hình gửi nè. Rồi anh hỏi giá nhiêu, mình nói là 650 thì ảnh ok ngay, ảnh nói là nhìn hình là thấy ưng cái giá. Rồi ảnh nói là ảnh mua cho 10 em ở Việt Nam và muốn làm cái quà tặng á. Hỏi mình là ở thành phố nào thì mình nói ở Bình Dương. Rồi ảnh nói là bây giờ ảnh không có Việt Nam mà ảnh muốn mua để làm cái quà tặng á, cho nên là nhờ mình ship ra Hà Nội nha. Mình mới hỏi là vậy thanh toán bằng cách nào, thì ảnh nói là ảnh sẽ chuyển khoản qua ngân hàng. Thì mình mới nói là vậy thì phải thanh toán cho mình trước, sau đó mình sẽ gửi hàng. Rồi mình xin ảnh cái thông tin người nhận, thì ảnh cho cái thông tin là ở Thanh Xuân Hà Nội nè, số 275 Nguyễn Trãi, tên là Nguyễn Hồng Quân, có số điện thoại nè 747 đuôi nha. Mà dặn mình là đừng có liên lạc với cái người này, bởi vì là ảnh muốn là tặng một cái món quà bất ngờ cho người này, cho nên là đừng có liên lạc gì hết nha. Còn hỏi mình là có hiểu không nè, do you understand nè, mình ok luôn. Rồi ảnh mới tiếp tục nói là ảnh sẽ chuyển cái tiền mà mua cái phụ kiện cho mình qua ngân hàng nè, xin cái thông tin ngân hàng của mình theo cái mẫu nha, gồm có là tên ngân hàng nè, rồi tên chủ tài khoản nè, số tài khoản nè, mã wish code nè, rồi email, rồi giá vân vân. Ok thì mình cung cấp thôi, mấy cái này thì bình thường mà. Sau đó thì mình hỏi ảnh là người nước nào, thì ảnh nói là ở Mỹ nha, United States nè, lạ ghê không. Rồi mình là chat vu vơ với ảnh vài câu, thì khoảng chừng 5 phút sau thì ảnh nói là ảnh đã chuyển khoản xong rồi, tài khoản là báo là đã chuyển khoản xong, kêu mình check mail nha. Thì mình check mail thì ảnh kêu là mình chụp cái màn hình của cái nhận cái mail lại cho ảnh xem. Ok thì mình chụp màn hình mình gửi nha. Giá mình bán cái món phụ kiện này là 650 cộng với 50.000 tiền ship nữa là 700.000 nha. Nhưng mà mình xem thông tin ngân hàng thông báo á, là cái số tiền nhận chuyển khoản là 1.700.000, là nó dư 1.000.000, mình thấy là có mùi rồi. Mình có hỏi lại anh ấy thì anh ấy nói là do cái hạn mức mà chuyển về Việt Nam á, 700.000 nó quá ít nên là phải chuyển luôn 1.700.000. Rồi ảnh nhờ mình là chuyển trả lại cho nhân viên ngân hàng á, là 1.000.000, sau đó thì tài khoản của mình nó sẽ cộng vào 1.700.000 nha. Rồi mình thấy cái mùi nó hơi nặng nặng rồi, thì mình mới hỏi là bây giờ mình sẽ chuyển 1.000.000 này á, vô cái tài khoản nào, thì ảnh nói là chuyển vô cái tài khoản của nhân viên ngân hàng. Các bạn thấy vô lý không, tự nhiên cái ổng chuyển về cho mình 1.000.000, cái giờ mình tự nhiên mình chuyển trả lại cho ông nhân viên ngân hàng, đúng là vô lý thường kiệt luôn. Nhưng mà mình thấy trò này cũng vui nên là thôi quyết định lên Photoshop tạo một cái tin chuyển tiền theo cái số tài khoản mà ảnh cung cấp trên cái mail á cho ảnh vui. Đây chuyển 1.000.000 nè, gửi cho ảnh, nhưng mà chắc là ảnh không có nhận được tiền hay sao á, cứ nhắn mình là kêu là gửi là chứng từ đã chuyển thôi. Mình nói là mình đã chuyển rồi nè, mình gửi cho ảnh nè, nhưng mà không chịu, kêu gửi mail rồi tán lẹ bên hết các bạn ơi. Lúc này là cũng mười mấy đêm rồi, cũng hơi mệt rồi nên là mình cũng thôi không có giỡn nữa. Mới hỏi ảnh là ảnh làm nghề gì, thì ảnh nói ảnh làm kỹ sư điện. Mà thì mình mới đưa mấy cái tin nhắn bằng tiếng Anh này cho thằng em mình nó xem á, tại nó giỏi tiếng Anh lắm. Thì nó nhìn vô nó nói là mấy cái đoạn này đó là từ Google dịch thôi, chứ còn cái người bản ngữ thì người ta không có mà văn phong nó như vậy đâu. Này là chắc chắn là lấy từ Google dịch bát xuống thôi. Cái mình mới hỏi ảnh là ủa người Mỹ mà sao mà nói tiếng Anh mà tra Google dịch. Anh nói không có, cái này là ảnh tự đánh á. Cái mình mới ghẹo ảnh, mình nói là mình nghĩ là anh là diễn viên chứ. Cái ảnh còn nói là tại sao mà là diễn viên. Mình mới nói là tại cái kịch bản của ảnh nó dở quá, nên là mình có góp ý cái kịch bản của ảnh á. Nhất á là
đi tặng hàng người ta là món quà bí mật á, mà đi tặng cái hàng cũ là sao? Sao ông mua cái hàng mới tặng, đi tặng cái hàng cũ mà mua trên chợ tốt là điều vô lý thứ nhất nè. Thứ hai là cái tài khoản á, của cái ông nội này á, là mới vừa tạo luôn, mới vừa tạo trong ngày luôn mà bây giờ là mình vô hết được rồi, chắc là xóa tài khoản rồi. À, làm gì có chuyện mà người nước ngoài mà mới tạo tài khoản mà vô mà chat với người Việt Nam được, vô lý nè ha. Rồi cái thứ ba là cái mình đưa ra cái mức giá là ok luôn, ship bao nhiêu cũng được, nó không có quan tâm tới giá, chứng tỏ là lừa đảo rồi. Chỉ có lừa đảo mới cho mau lẹ vậy thôi, chứ còn thật ra mà giao dịch ngoài á, nó kỳ kèo 50.000 nó cũng bớt tới bớt lui nữa. Rồi mà người nước ngoài mà rảnh đâu mà ngồi mà chat Việt Nam vậy, thật sự không có ai, mình nghĩ không có ai vậy đâu. À, cái dấu hiệu lừa đảo nó cao lắm. Rồi cái mình cũng đưa cho thằng em mình coi ba cái câu tiếng Anh của ông nội này thì toàn là Google dịch dịch qua thôi chứ có biết tiếng Anh gì đâu. Còn một điều nữa, nếu mà chuyển tiền trực tiếp từ nước ngoài về Việt Nam á, thì mình là mình phải đăng ký cái dịch vụ ở tài khoản ngân hàng Việt Nam thì nó mới được. Và khi mà chuyển á, là cái số tiền ở bên nước ngoài nó sẽ là số tiền chẵn, qua Việt Nam là số tiền lẻ. Ví dụ các bạn chuyển 100 đô ở bên Mỹ thì chuyển về Việt Nam thì 100 đô thì nó là khoảng 2 triệu ba mấy mấy đó, rồi cộng thêm phí dịch vụ các cái đó, nó là sẽ là số lẻ chứ không phải nào mà ổng chỉ cho mình 1 triệu 7 mà số chẵn y được, nhìn là biết lừa đảo rồi, khỏi có nói nhiều. Rồi cái cuối cùng là mình thấy là vô lý thực kiệt nhất là tự nhiên là chuyển dư rồi kêu mình phải chuyển qua cái tài khoản của ông nhân viên ngân hàng ở Việt Nam. Tại cái bài này thấy nó lạ quá, vì mình cứ nghĩ là anh này là người nước ngoài mà đang sống ở Việt Nam và mình cũng thích nói chuyện với người nước ngoài nên là trao đổi coi sao, thì ra là ông nội này ông lừa đảo và ông chắc là người Việt Nam rồi. Thật ra cái chiêu thức lừa đảo này không phải là mới, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại len lỏi vô một cái chợ tốt luôn, một cái ứng dụng mà để mua bán đồ cũ mà nó cũng vô nó lừa đảo nữa, và nó cũng nghĩ ra một cái tình tiết mới là người nước ngoài để lừa đảo, cũng khá là thú vị á. Nếu mà không cứng á, là bị lừa thiệt á, chứ không chơi đâu, vừa mất tiền mà có thể là mất hàng luôn á. Rồi chia sẻ câu chuyện cho các bạn nghe chơi cho vui thôi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.